quý vị đến với chương trình Toán thông minh, bàn tính số học trí tuệ Vinabacus của Viện Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt. Và tôi là Lan Anh, rất vui được đồng hành với tất cả quý vị. Quý vị thân mến, Vinabacus là một chương trình giúp kích hoạt và khai mở tối ưu 8 loại hình trí thông minh của trẻ, giúp trẻ yêu thích môn toán hơn và đặc biệt vùng tư duy não phải được kích hoạt ngay từ những năm đầu đời thông qua việc học số học bằng bàn tính gậy. Và đây là một chương trình dành cho trẻ từ 4 đến 14 tuổi. Các con học càng sớm thì khả năng được kích hoạt và khai mở vùng trí thông minh não phải càng tối ưu. Và hiệu quả của chương trình Toán thông minh, bàn tính số học trí tuệ Vinabacus thì rất tuyệt vời. Thứ nhất, giúp cho trẻ phát triển tư duy logic, tư duy hình ảnh, tăng sự tập trung, rèn sức bền ghi nhớ và phát triển đồng đều cả hai bán cầu não. Thành tựu của Vinabacus trong suốt những năm vừa qua đã được khẳng định trên hàng chục ngàn học sinh ở cả ba miền Bắc Trung Nam. Và ngày hôm nay, cô Lanh hân hạnh được đồng hành với tất cả quý vị trong hệ thống chương trình Toán thông minh, bàn tính số học trí tuệ Vinabacus. Các bạn thân mến, và hệ thống giáo cụ cho chương trình Toán thông minh, bàn tính số học trí tuệ Vinabacus là những gì mà chúng ta đang nhìn thấy ở trên này đấy. Đầu tiên là bàn tính lớn dành cho giáo viên. Thứ hai là bàn tính nhỏ dành cho các bạn học sinh. Mỗi bạn học sinh thì sẽ cần có một cái chiếc bàn tính này để học xuyên suốt trong cái thời gian mà các bạn theo học chương trình Toán thông minh, bàn tính số học trí tuệ Vinabacus nhé. Và đương nhiên rồi, sẽ có sách dành cho từng trình độ. Và Vinabacus chia ra làm hai trình độ. Đầu tiên là nhóm mầm non. Mầm non các bạn bắt đầu học từ kid 1 và với 12 trình độ để có thể kết thúc được chương trình nhé. Đối với tiểu học thì các bạn bắt đầu học từ Basic A và gồm có 11 trình độ để kết thúc chương trình. Thông thường các bạn học sinh của chúng ta để học hết toàn bộ chương trình Toán thông minh, bàn tính số học trí tuệ Vinabacus thì cần từ 3 năm rưỡi cho tới 4 năm rưỡi tùy theo khả năng của học sinh. Ngay cả khi các bạn học online, chúng ta cũng không cần phải học quá nhiều. Mỗi tuần các bạn học 1 cho đến 2 buổi, mỗi buổi từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng là chúng ta đã có thể đảm bảo được cái chương trình học rất là tốt rồi. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhìn và quan sát nhận diện hình ảnh của hạt bàn tính ở trên chiếc bàn tính lớn của cô nhé. Bàn tính lớn hay bàn tính nhỏ thì Vinabacus đều có một cái đặc trưng mà duy nhất có các bố mẹ và tất cả chúng ta cần phải lưu ý. Đó là hạt bàn tính màu vàng và màu xanh, được chưa ạ? Chúng ta có hạt bàn tính màu vàng và màu xanh. Và đây là chiếc bàn tính bản quyền của chương trình Toán thông minh, bàn tính số học trí tuệ Vinabacus đã được đăng ký tại Cục Sở hữu Trí tuệ. Với màu vàng và màu xanh này thì giúp cho các con có khả năng ghi nhớ bằng hình ảnh và màu sắc tốt hơn, giúp cho các bạn ấy phát triển cái vùng tư duy hình ảnh của bán cầu não phải. Ngoài ra thì các bố mẹ lưu ý các con học tại nhà thì chúng ta chỉ cần sử dụng cái bàn tính nhỏ này thôi nhé, để các bạn ấy có thể thao tác một cách dễ dàng hơn. Còn bàn tính lớn là chỉ dành cho các thầy cô giáo khi mà các thầy cô giáo dạy tại những cái lớp học offline. Còn lớp học online thì chúng ta đã có được cái phần kỹ thuật rất là mô tả rất là kỹ trong từng buổi chúng ta học rồi. Thế nên là chúng ta yên tâm là chúng ta không cần phải có cái bàn tính lớn ở nhà nhé. Bên cạnh đó thì với mỗi phụ huynh theo học chương trình Toán thông minh, bàn tính số học trí tuệ Vinabacus, khi mà chúng ta mua trọn gói hoặc là mua theo từng trình độ thì các bố mẹ đều có một cuốn gọi là cẩm nang hướng dẫn con theo học chương trình Toán thông minh, bàn tính số học trí tuệ Vinabacus. Và cẩm nang này đó thì bố mẹ sẽ theo toàn bộ cái chương trình từ đầu cho đến cuối, thì chúng ta chỗ nào chúng ta chưa hiểu chúng ta sẽ mở video ra, mở đúng cái bài giảng đó ra kết hợp với các cẩm nang là chúng ta có thể hướng dẫn cho con của chúng ta được. Ngay kể cả khi con chưa biết viết, chỉ cần nhận biết được số từ 1 đến 9 là con đã có thể bắt đầu với chương trình Toán thông minh, bàn tính số học trí tuệ Vinabacus. Và cô Lan sẽ cùng đồng hành với chúng ta trong các nội dung học tiếp theo. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!